Trọng kính chào quý khán giả theo dõi chương trình xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, 28 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị, chúng ta biết lưỡng viện quốc hội đã thông qua một cái dự luật về chi tiêu ngân sách liên bang gọi là Om Omnibus. Và cái dự luật này đang đặt trên bàn của Tổng thống Joe Biden trở ký. Những điều khoản chi tiêu này, những số tiền mà sẽ liên quan đến đời sống thực tế của người dân Mỹ như thế nào. Đó là chủ đề anh em chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Cái dự luật ngân sách này trị giá khoảng gần 1.700 tỷ đô la. Trong đó là 858 tỷ cho quốc phòng. Xong bỏ qua bên. Số còn lại sấp xỉ khoảng chừng gần 800 tỷ nữa thế cho những cái chương trình không liên quan quốc phòng nó gọi là các chương trình mà tùy tiện muốn xài cho thì xài đủ mọi lĩnh vực không chính quốc phòng đó. thì trong gần 800 tỷ này trong đó người ta chú ý nó có một cái phần đáng kể là 45 tỷ cho Ukraine cũng bỏ qua bên luôn còn lại đội chừng 750 tỷ hoặc là gần 750 tỷ đó cho các cái dự luật liên quan đến đời sống của chúng ta. Ví dụ như cứu trợ khi thiên tai khẩn cấp, rồi thay đổi cái luật đếm phiếu bầu đại cử tri. Thì cái này nó không có tốn tiền nhưng mà nó là cái gọi là cái luật để mà ngăn chặn cái tình trạng có thể xảy ra giống như ngày 6 tháng Giêng. Rồi chi tiêu thêm cho cái vụ điều tra 6 tháng Giêng 2021 mà trong đó cựu tổng thống Donald Trump bị tố cáo là xúi dục bạo động. Rồi một số cái về quy định về hưu trí. Rồi những cái chẳng hạn như về cách sử dụng TikTok ở trên trang mạng thì nó nó không tốn tiền. Rồi bảo vệ quyền lợi cho người lao động mang thai. Số này thì chưa biết là tốn bao nhiêu bởi vì nó chưa cụ thể rồi thay đổi một số cái uh, trong cái chương trình Medicare là chương trình bảo hiểm uh, y tế uh, gọi là nhà nước đó giống như chăm sóc sức khỏe thì cái này nó cũng người ta cũng chưa rõ bởi vì cái cái, cái ngân sách nó dài tới bốn ngàn trang đọc không thể nào hết được chúng tôi chỉ đưa chung chung như vậy để quý vị biết thôi nhưng mà các cái dân um, biểu hoặc là người sĩ mà họ có đóng góp trong đây đó, thì họ biết họ biết cái khoản tiền nằm chỗ nào thì họ mở ra bốn ngàn trang họ không cần mở hết họ mở ngay đúng cái chỗ địa hạt tôi hay tiểu bang tôi được bao nhiêu tiền đấy. Ví dụ ông tôi xin ông Long là 100 triệu thì ông Long đưa ra rồi cái này ngân sách nó đó đó, 100 ngàn trang, ừ, một tỷ trang được tôi chỉ mở ngay chỗ cái đoạn tôi có tôi có được 100 triệu hay không. À, đó hết được 100 triệu thì tôi vui rồi. Đó là, là số 1 bởi tôi muốn 100 triệu có còn không tôi có thể bị cắt giảm xuống còn năm 60, chục bảy thì chục đại khái như thế thì trong cái đó đó luôn luôn tôi xin rất là nhiều nếu tôi cần trăm thì tôi xin gần trăm hai trăm ba số là vừa đó đại khái như thế rồi cụ thể gì nữa là tăng cường hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em đó cái khoản tiền này thì cũng chưa biết là bao nhiêu nó có trong cái chương trình gọi là snap kể từ ngày 1 tháng 10 đó tức là snap là quý vị biết giống như là food stamp vậy đó đó rồi tăng thêm tiền cho trợ cấp uh, Pell Grant Uh, thêm được khoảng là 8, 500 đô nữa tức là năm tới đi học đó, là một sinh viên có thể là được trợ cấp tới gần 7.400 đô đó đó là những cái mà thực tế uh, tôi thì hết đi học rồi. <laughs> tôi lòng hết <laughs> còn những người khác còn đi học là con cái đi học mà gia đình nghèo đó gia đình mà thu nhập thấp thì được cái đó rồi hỗ trợ tiền điện đó, cho các gia đình mà có thu nhập thấp nói chung là đây là đa số hỗ trợ cho gia đình thu nhập thấp nên nói chung là dân nghèo đó rồi tăng trợ cấp cho trẻ em đó cũng là một cái trẻ em đó là gì thường thường gia đình nghèo có trẻ em đúng không gia đình giàu đẻ ít con lắm đó. rồi uh, phục vụ sức khỏe tâm lý cho trẻ em đó đây là những cái chương trình mà thưa quý vị họ chú ý trẻ em nhiều là bởi vì như tôi nói trước đây đó uh, chẳng hạn như là nước mỹ họ chỉ cho đi học từ lớp mẫu giáo trở lên tới lớp 12 hai đó là miễn phí tôi nói ví dụ đây thì sau này đó là họ tăng thêm cái thời gian học cho học sớm hơn đó. ví dụ là có thể đi vườn trẻ tức là năm tuổi đó có thể đi được rồi chứ không đợi 6 tuổi đó thì cái đó nó lại tăng thêm nữa thay vì là 13 năm thì tôi tăng thêm một năm cho đi học sớm thì khi mà tăng cái một năm này thêm đó thì chắc trẻ em nó được học từ 5 tuổi thì thưa quý vị không không nợ ngang không có bổ ngang bổ dọc đó đó là những cái chương trình mà trong đây nó có rồi hỗ trợ bảo vệ môi trường đó. Thì đây chúng ta nhìn vô chúng ta thấy là rồi cái gì giảm thiểu tình trạng vô gia cư, xây nhà giá rẻ. Sáng nay tôi đọc là bây giờ Mỹ họ đang nghiên cứu ở trong, họ đang có một cái nghiên cứu thế này. Là có thể họ chuyển những cái văn phòng thành những cái nhà ở. À, bởi vì những văn phòng bây giờ thưa quý vị, người ta nhiều người làm ở nhà, không có đến văn phòng, văn phòng mới dư. À. Như thì bây giờ để chống như vậy là nhà nước một số cơ quan nhà nước giờ họ không mướn nữa. Ví dụ trước họ mướn là 10 phòng giờ chúng tôi mướn 3 phòng thôi. Làm việc đủ rồi. Thấy không? Ba người làm thôi. Ví dụ một phòng một người thì 7 người làm ở nhà. Thì nó dư 7 phòng đó các cái ông chủ mà các cái khu mà gọi là bất động sản họ lỗ. Đó. Cho bốn phòng rất khó thì họ đang tính là có thể là chuyển qua thành nhà ở. Đó. Thì vậy nó rẻ hơn bởi vì cái tòa nhà có sẵn thì chỉ đổi cái nội thất thôi. Rồi gắn thêm thang máy thì đại khái như vậy. Thì nó cũng nằm trong cái chương trình đó đó rồi đó là những cái mà trong dự luật đó, thì chúng ta nhìn ngay chúng ta thấy ngay nếu mà một người bình thường mà gọi là fan cứng trâm mới là người mà bảo thủ bảo xã hội chủ nghĩa <laughs> cái đảng dân chủ lên toàn đưa chương trình cho toàn là giúp trẻ em với người nghèo không rất nhiều người không ưa họ không ưa họ bảo đây là chính sách sau chủ nghĩa mà sau chủ nghĩa ta nhớ ngay cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam nó Nói là cộng sản liền đó. đó là những cái mà chúng ta thấy là gì khi mà chính phủ lên hai cái đảng nó khác liền cộng hòa dân chủ khác liền nếu cộng hòa chúng ta thấy cái ngân sách là không có những chương trình này đúng không hoặc có rất ít đó. tuy vậy vẫn có những thứ mà thiếu ở trong ngân sách này tất nhiên thưa quý vị ông biden ông làm tổng thống đảng dân chủ quốc hội do đảng dân chủ kiểm soát ông cũng muốn nhiều thứ nhưng mà nó không dễ là bởi vì sao đảng dân chủ họ kiểm soát hai viện nhưng không phải là họ kiểm soát với đa số lớn. Thượng viện là 50-50, còn hạ viện hơn có 3-4 ghế à. Thành ra đó, để mà có được sự ủng hộ của bên đảng Cộng Hòa thì ông Biden cũng phải gia giảm bớt cái chương trình cho người nghèo. nhiều quá bên anh Cộng Hòa không chịu. Cái thứ hai nữa là gì? Ông cũng không dám làm mạnh quá. Nếu bây giờ mà chi cho người nghèo nhiều quá thì có khi năm 2024 tôi đã tán cử, ta không bầu cho tôi. Đó. đó là những cái nằm ở trong đó. Còn những cái gì mà không nằm trong đây mà đang nói thì đọc. Ô một cái điểm mà trăm năm không nằm trong đây mà đáng nói đó cái chuyện mà thứ nhất là hỗ trợ cho các gia đình có các con nhỏ. Này bữa thì nghĩ tôi à, có nói à, phải. À, Đây là điều ấm ức của rất ừ, nhiều người con cha mẹ con có, nhỏ. Con, có con. Thì thứ Có con nhỏ mà đó. Có con nhỏ. Cái đề xuất đó là cho mỗi một con nhỏ trong một gia đình mỗi một tháng là 300 mà cho để mà họ có thể chi tiêu cho cái đứa con đó. Thì cái chuyện này là bị bên phía Cộng hòa phản đối và họ lấy ra. Rồi một cái chuyện khác không có trong đây là... Đó, trước, trước khi, trước khi nói tiếp rồi tôi phải nhắc cái này, quý nhớ khi ông Biden lên ông làm tổng thống vài tháng, lâu 2-3 tháng, ông ký cái dự luật là American Rescue Plan, quý nhớ 1.900 ừ, yeah, tỷ đó. Yeah, đó. Yeah. Thì trong đó tôi nhớ là à, hình như tôi được 2 năm. Ừ. Hả? mỗi đứa 300, hai đứa con được 600. Ừ. đó là năm được 7 nghìn hai, đó đại khái như thế đó. Hồi đó cái đó nó có bây giờ không có. Đó xin mời tiếp tục. Những người không có con cái họ tức giận, họ à, thì... đọc nữa để mà cả... ông Ngày <laughs> xưa họ không có rồi anh ạ, à. ngày xưa cũng à. có rồi con lớn thì không có thôi. rồi. 17 tuổi trở xuống một cái chuyện không có nữa là một cái quy định để cho ngân hàng cấp liên bang có thể là giữ cái tiền về buôn bán cần sạc Thì cái chuyện này là cái chuyện một cái chuyện mang cái tính chất mà về tài chánh quốc gia chúng tôi không bàn trong chương trình ngày hôm nay nhưng mà trở lại với những cái uh, điều khoản mà để chi tiêu trong cái ngân sách 1.700 tỷ này thì anh Dũng trong phần hồi đấy có lược sơ cho quý vị bây giờ chúng ta đi xem vào cái chi tiết nó ảnh hưởng đến đời sống của người dân nước Mỹ như thế nào mà khiến cho chúng ta thấy rằng là những người như ông Kevin McCarthy là tương lai sẽ thành chủ tịch Hạ viện. Chuyện đó cũng đang chờ đợi. Ông lên tiếng là cái đạo luật này đáng xấu hổ. À, ông cụ Tổng thống Donald Trump chửi rủa luôn rủ những các thượng nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ đã đã bỏ phiếu thuận cho cái đạo luật này. Hình như có 18 vị đó anh 18 vị Cộng Hòa đã ủng hộ cho cái chuyện này. Tại sao họ ủng hộ? Và tại sao những người như ông Trump, ông McCarthy chống? Bây giờ chúng ta xem đối với một người dân thì những cái đạo luật này ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của chúng ta, đặc biệt là túi tiền của chúng ta. Thí dụ như cái đạo luật chi cho những cái chương trình mà gọi là cú cấp về thiên tai. Chương trình này được chi cho 78 tỷ. Quý vị để ý mỗi lần mà tiểu bang nào có một cái tình trạng gọi là bị thiên tai bão lụt thì cái chính phủ ở tại sở tại, chính quyền tiểu bang, chính quyền thành phố, họ đều đưa những cái mức gọi là báo động. Thứ nhất là chúng tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở một cái mức nào đó. Đến một cái mức cao nhất mà chỉ có thống đốc tiểu bang tuyên bố là tình trạng khẩn cấp thiên tai cấp liên bang. Thì trong thời gian đó thì người thống đốc phải xin là trên liên bang mở một cái quỹ trích từ cái tiền quỹ liên bang để mà trợ cứu cho cái tiểu bang đang gặp vấn đề. Thì những cái khoản tiền đó mà quý vị để ý chúng ta hay nghe cái tên rất là quen thuộc là là, là cơ quan FEMA, cơ quan cứu trợ khẩn cấp đem tiền về cho các tiểu bang này. Thì những khoản tiền này để giúp đỡ những cái tình trạng giống như là bị bão tố, bị lốc xoáy, bị luộc lội, bị cháy rừng những cái vấn đề thiên tai xảy ra ở nước mỹ mỗi năm và những khoản tiền này cung cấp lại một cái tình trạng để làm gì khơi là vực dậy cơ sở hạ tầng bị tàn phá vực dậy lại cái nền kinh tế ở tại khu vực đang bị gọi là hiểm họa thiên nhiên này thì những cái khoản tiền đó nó giúp cho từng cộng đồng cho từng cá nhân ở tại khu vực đó chúng ta không thể nào chúng ta sống được với tình cảnh là một cơn bão vừa đi qua đường xá không đường xá bị xe đổ bị cây đổ bị nhà sập chúng ta không thể nào chúng ta sống được chúng ta không thể nào chúng ta làm việc được thì cần những cái khoản tiền này để mà đến trợ giúp tiểu bang nào cũng cần California chúng tôi bị độc đất cháy rừng Washington Oregon trong thời gian vừa qua cũng bị cháy rừng còn tình cảnh mà bão lụt thiên tai à, lốc xoáy thì các tiểu bang miền nam miền trung tây của nước mỹ đều bị ảnh hưởng nhưng mà tôi không hiểu tại sao những người như ông kể bên mặt lại chống những cái đạo luật tương tự như thế này đó là cái vấn đề liên quan đến chuyện tiền bỏ vào cho cái vụ thiên tai sang qua một cái khoản tiền khác liên quan đến tiền hưu tiền để dành lương hưu bây giờ trong đạo luật này có đặt ra một cái quy luật mới là những người đã về hưu khi mà rút tiền ra sẽ không bị phạt. Chúng ta đều ai cũng hiểu một cái nguyên tắc rất là đơn giản. Chúng ta để tiền nhiều trong đó thì nó lại sanh thêm tiền. Chúng ta rút đi, chúng ta cái tiền nó không sanh thêm được nhiều nữa. Nhưng mà trong thời gian vừa qua chúng ta bị những cái quy luật là nếu mà rút cái số tiền đó như thế nào như thế nào đó chúng ta là bị phạt một cái số tiền chẳng những tiền của mình để dành mà mình rút ra mình bị phạt thì bây giờ đạo luật này giới hạn cái sự phạt đó chuyện này chắc chắn những người về hưu đều cảm thấy rằng là mình bị ảnh hưởng và bây giờ đạo luật này sẽ cởi trói bớt chuyện này còn những cái khoản tiền mà giúp đỡ khác như thế nào xin quý vị tiếp tục sự bằng tầng SPTN chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục chữ bằng tầng SPTN. Trong phần trước chúng tôi có đề cập đến cái dự luật này, đề cập đến chuyện sẽ bỏ đi những cái quy định mà khi chúng ta có thể rút cái tiền lương hưu của chúng tiền hưu của chúng ta. Thì trong đoạn này sẽ quy định một số trường hợp khẩn cấp chúng ta rút ra chúng ta không bị phạt. Và quy định thêm là các chủ nhân có thể là phải đóng thêm cái số tiền tương đương với cái số tiền mà nhân viên phải trả nợ lại trong thời gian đi học. Và gia tăng thêm cái số tiền mà giới chủ nhân bỏ thêm tiền vào cho cái quỹ hưu của nhân viên. Thì đây là những cái điều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của từng cá nhân người Mỹ. Thưa anh, vâng. à, đó là những cái căn bản mà trong cái đạo luật 1.700 tỷ... Uh trong cái vấn đề mà gọi là cho tiền mà đầu tư giảm thiểu tình trạng vô gia cư và nhà ở giá rẻ đó. Thì dự luật cho có 3.6 tỷ đô la. Tức là tăng 13% so với năm ngoái. À, dự trù là hỗ trợ hơn 1 triệu người vô gia cư. Rồi à, họ cũng tăng thêm họ cho một khoản khác 6.4 tỷ đô la là tăng khoảng gần 1.6 tỷ cho chương trình trợ cấp phát triển cộng đồng và những cái phát triển kinh tế cộng đồng địa phương đó, cho các khu vực và cá nhân có thu tự nhập từ thấp đến trung bình thì đây chúng ta thấy ngay là hai cái khoản tiền này về nhà đất và thương mại nó vào xấp xỉ được khoảng 10 tỷ đô la 10 tỷ đô la thì trong đây cái 6.4 tỷ đó là nó trợ cấp để phát triển kinh tế cộng đồng thì cái này ngay chúng ta nhìn vô ta thấy ngay thường thường nó là những doanh nghiệp nhỏ rồi và là những cái doanh nghiệp và khu vực mà cá nhân có thu nhập từ thấp đến trung bình tức là họ nhắm vào cái vấn đề phát triển cộng đồng doanh nghiệp cộng đồng để cho cộng đồng nó khá hơn mà những cộng đồng này những cộng đồng nghèo từ từ thấp tới thu nhập từ thấp đến trung bình tức là chúng ta biết là nghèo đó đó là cái mà người ta đầu tư mà tôi thấy 6.4 tỷ là có hơi ít bởi thực ra đó cái doanh nghiệp nhỏ là nó quan trọng lắm có thể nói là cái xương sống của nền kinh tế nói xương sống thì hơi quá đáng là một trong những cái trụ cột của nền kinh tế thì đúng hơn ờ, nhưng mà 6.4 tỷ thì hơi ít đáng lý phải cho nhiều hơn nữa để người ta phát triển cái gọi là doanh nghiệp cộng đồng những cái tiệm nhỏ nhỏ những cái nhà hàng nhỏ nhỏ đại khái như vậy những công ty nhỏ nhỏ mướn từ 5 đến 10 người mười mấy người thì cái đó đó nó 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 tốt hơn nhưng mà có 6.4 tỷ à còn cái 3.6 tỷ mà để hỗ trợ cho một triệu người vô gia cư thì tôi nói thiệt với anh Long, à. nó ừ. như muối bỏ biển, không ăn thua. Mà đây là cái mà tôi không hiểu tại sao họ không tập trung vào. Ví dụ thế này nè, thả anh đừng cho đồng nào. Anh cho đó, cho nó đáng. Còn cho mà lưng chừng đó, coi như nó rải ra. Cứ tính một triệu người bây giờ tôi nói ví dụ 3.6 tỷ một triệu người thì mỗi người được như anh. Tính ra người khoảng 3.600 à. Ừ. 3600 ăn thua ý. đúng không? 3600 đúng không? Tới đó. 3600 cộng thêm uh, 9600 là đúng, <laughs> đúng rồi. Đúng rồi. Người 3600. 3600 ăn thuốc gì cả. Thì cùng lắm hỗ trợ được là tiền nhà được một vài tháng, một vài năm không ăn thuốc. Thì rồi sau đó nó cũng sẽ trở lại như cũ. Giống như cái vị mà bệnh ấy, giống như tôi bệnh ấy, uống thuốc uống là 10 ngày mới hết là uống mới có 5 ngày ngưng thuốc rồi, hết tiền mua thuốc thì thưa quý vị sẽ bệnh lại sau khi còn nặng hơn đó là cái mà chúng tôi thấy đây là cái vấn nạn đặc biệt là đối với những cái tiểu bang mà có giá nhà cao ví dụ như california đó, thì cái này không ăn thua đó. rồi cái uh, chương trình mà đầu tư chương trình đối tác đầu tư hôm nhận được 1.5 tỷ dự trù xây gần 10.000 cái nhà ở cho thuê hoặc cho bán thì thưa anh Long 10 ngàn nhà ở một tỷ rưỡi nó cũng chán thôi cả. Đó là những cái chúng ta thấy rằng là vấn đề nhà cờ ở Mỹ. Nhưng mà cái này chúng ta cũng dễ hiểu nè. Cái này nếu mà nó làm đó nó thực hiện được các cái vùng nông thôn, các vùng mà thưa dân đó, thì nó nó có thể hiệu quả. Nhưng mà với đô thị là không ăn thua. Mà bây giờ đa số đó vô gia cư nằm ở đô thị. Đó đây là cái mà tôi không hiểu tại sao tại vì chúng tôi không ở trong cái tiến um, trình mà làm ngân sách chúng tôi không biết chúng tôi chỉ dựa con số tôi thấy thôi nhưng mà theo tôi biết đây là những chương trình đáng lẽ được nên được tiền nhiều hơn nhưng mà ở đây chúng tôi thấy uh, tất cả chương trình này đó nó chưa tới 800 tỷ trong khi quốc phòng 858 tỷ dạ. à no question about it à, không phải <laughs> đương nhiên là no question và không ai dám phản lỗi hết thì đây nó là cái chuyện mà thưa quý vị nước mỹ bị chỉ trích rất nhiều về cái chuyện quốc phòng quốc phòng nó có những cái chuyện thứ nhất anh nào mà không bỏ phiếu đó, thì bị coi là không yêu nước hoặc bị coi là không ủng hộ quân đội nó khổ là khổ ở chỗ đó cái thứ hai đó là người ta nghĩ là ôi người lính nghèo thêm tiền cũng được không sao cả bởi trong cái số tiền tăng là chú để ý ngân sách quốc phòng mỹ là từ ngày tôi qua mỹ giờ đó là gần ba năm tới năm nào cũng tăng tôi nhớ hồi tôi qua mỹ đó là ngân sách của quốc phòng đội trưởng khoảng 200 tỷ 593 Bây giờ quý vị thấy không Nó tăng gấp 4 lần hơn 4 lần Đó. Thì người ta nghĩ là lính phải có được tăng lương đều đặn đúng không Bởi vì sao Cái tiền trượt giá, thì lạm phát vân 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 Nhưng mà trong đây nó có phần lớn là mua vũ khí Thì cái này thì quý vị, các đại công ty quốc phòng là họ hưởng lợi Đó hưởng lợi trong cái chuyện này thì Sẽ có người nói ô họ hưởng lợi nhưng mà họ cũng tạo việc làm đúng nhưng mà cái lợi của họ nhiều hơn mà quý để ý quý vị là chơi chứng khoán mới biết đó trời ơi mấy chứng khoán quốc phòng lúc nào tăng yếm khi nào nó giảm lắm cho nên nhiều người người ta mới nói đùa mà cho cái đùa này nó có thật bảo ông mỹ ta cứ muốn duy trì chiến tranh xung đột chỗ này chỗ kia chọc chỗ này chỗ nọ để bán vũ khí đó thì cái đó cho thấy chừng nào nước mỹ ấy, mà ngân sách quốc phòng nó ít hơn ngân sách mà lo cho đời sống thì có lẽ là nó nó, nó thay đổi còn hiện nay quý vị nhìn vô thế hai khoản này không nó tranh lệch nó tranh lệch, họ, ta thấy đó là một cái vấn đề à, vẫn chưa vượt qua được cái này thôi. Với lại người ta nhiều người còn có thể nói về là ô trong đây nó có nhiều cái khoản viện trợ hay là vũ khí viện trợ cho nước khác để Mỹ là uh, coi như là gì? bảo vệ cái quyền lợi của mình khắp nơi trên thế giới chứ không phải là chỉ ở cái chỗ này không, thì nó cũng chi thêm cái tiền cái tiền đó. Nhưng mà rõ ràng cái tiền quốc phòng nó nhiều hơn cái tiền đời sống là có vấn đề không? thì làm, thì cũng liên quan đến chuyện quốc phòng thì cái ngân sách này cũng tăng cái số tiền trợ cấp cho các quân nhân tiền lương cho quân nhân và cái khoản tiền trợ cấp cho các cựu quân nhân thì lương quân nhân sẽ tăng 4.6% theo cái cái sự mà trượt giá của cái vấn đề lạm phát và cái tiền trợ cấp mà dành cho uh, săn sắp cái vấn đề y tế cho các cựu chiến binh cũng được gia tăng thì hiện tại ở nước Mỹ có khoảng chừng 7 triệu 300 ngàn cựu chiến binh nằm trong những cái chương trình được chăm sóc như thế này. Và trong những khoản tiền mà cung cấp cho quân nhân và các cựu chiến binh đó, thì có khoảng chừng 53 tỷ được chi để mà trượt cho vấn đề trượt giá lạm phát và một khoản chi là 2.7 tỷ cho những cái chuyện mà cung cấp về cái chuyện nhà ở cho các cựu chiến binh thì đây là một trong những khoản tiền mà chúng ta thấy rằng là cũng gần xa với cái chuyện quốc phòng. Còn trở lại với đời sống của dân chúng thì thưa quý vị, trong cái dự luật này thì đưa ra những cái chuyện bảo vệ và tăng thêm phúc lợi cho những người mang thai, những phụ nữ mang thai làm việc ở các công ty bây giờ được thêm một số cái cái sự gọi là tiết lợi trong trong khi đang làm việc. thí dụ họ có thêm giờ, những người phụ nữ mang thai được cái thêm giờ nghỉ ngơi uh, và giảm bớt các công việc nặng khi nàng mang thai và thêm cái thời gian cho họ để mà khi lúc mà nuôi con thêm những khoảng thời gian để mà cho con bú chẳng hạn thì nó được ghi trong cái cái dự luật này. Rồi một cái vấn đề khác ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những người dân Mỹ đó là chuyện y tế thì thưa quý vị trong cái thời gian đại dịch những các luật được đưa ra giúp cho những uh, bảo bảo vệ cho những người mọi người trong sậu nước mỹ lúc thời gian vừa qua đều được có bảo hiểm y tế không qua chương trình này cũng qua cái chương trình khác và đặc biệt trên cái chương trình giúp cho những người có lợi tức thấp cái chương trình medicaid thì trong uh, những cái đạo luật vừa qua tiền của liên bang tài trợ cho tiểu bang để cung cấp những cái chương trình như thế thì bây giờ theo cái đạo luật này những khoản trợ cấp từ liên bang cho cái chương trình Medicaid sẽ giảm đi tuy nhiên lại mở ra một số cái chương trình khác mà những người mà có thu nhập thấp sẽ vẫn tiếp tục được hưởng thí dụ như là cái chương trình uh... đừng nói gọi là Obamacare đó khi dạ. Obama như Ý. chương trình mà bảo hiểm y tế cho trẻ em chương trình CHIP đó vâng. thì bây giờ đó sẽ tiếp tục duy trì để liên tục trong cái năm tài khoản năm 2023 tới là tất cả các trẻ em tiếp thuộc gia đình mà mà có thu nhập thấp tiếp tục được hưởng cái việc mà bảo vệ về cái bảo hiểm y tế qua chương trình Medicaid. Và cái chuyện này đặc biệt thú vị bảo vệ cho 40 triệu trẻ em trên nước Mỹ không bị gián đoạn cái tình trạng mà chăm sóc sức khỏe cho các em. Và đối với cái chương trình Medicaid cũng giúp cho những người phụ nữ mang thai trong gia đình thu nhập thấp là được liên tục bảo hiểm y tế 12 tháng thay vì theo cái tiêu chí chỉ có 60 ngày như trước đây. Thì tất cả những gì mà chúng tôi thường trình cho quý vị trong cái dự luật này từ chuyện tiền lương hưu, tiền chăm sóc sức khỏe y tế, tiền mà chúng ta để dành à trong những cái ngày mà trở nên về già chẳng hạn những cái khoản chi phí mà chúng ta phải trả từ thời gian mà đang đi học sẽ có được những cái khoản mà bù đắp thì đây là cái điều mà đối với nhiều người cho rằng đáng xấu hổ thì đáng xấu hổ hay không tùy thuộc theo quý vị suy nghĩ một chính phủ cần thiết làm gì bảo vệ cho người dân không những chuyện an ninh quốc gia chuyện đó nó quá lớn số tiền bảo vệ an ninh quốc gia hơn 800 tỷ, gần 900 tỷ, không ai question về cái chuyện đó. Còn đời sống của người dân, thì một số người nói rằng là chăm sóc người dân là một chuyện đáng xấu hổ. Thì thưa anh, không biết anh có ý kiến ra sao? À, tôi không có ý kiến. Sự việc nó là như vậy. Và mỗi năm mỗi chính quyền nó thay đổi cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình Xoáy Tim này mai phải làm nội dung chúc quý vị gia đình một ngày vui khỏe chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình FPT Morning sáng ngày mai thứ năm 29 tháng 12 năm 2022